Mr. X xin chào tất cả anh chị các bạn. Hôm nay thì Mr. X sẽ trình bày với các anh chị các bạn cái bài học đầu tiên, đấy là các cái nền tảng của hạnh phúc gia đình và tình yêu thăng hoa là như thế nào. Theo Mr. X và theo nghiên cứu của các cái cuốn sách cũng như là các tài liệu của các chuyên gia tâm lý ở nước ngoài, thì hạnh phúc gia đình sẽ được xây dựng dựa trên những cái nền tảng cơ bản như sau. Thứ nhất, đó là tình yêu. Đúng không ạ? Chúng ta phải bắt đầu bằng một tình yêu đôi lứa kết hợp với nhau. Đúng không ạ? Và dẫn đến cái cuộc sống vợ chồng theo cái hình thức là chúng ta kết hôn về mặt pháp lý, kết hôn về mặt thủ tục cũng như là về mặt hành chính cũng như là thông qua những cái đám cưới, đúng không? Rồi, sau đó thì trong quá trình sinh sống, sau quá trình kết hôn thì nó sẽ là quá trình sinh sống, đó là bao gồm các yếu tố về tình dục hay còn gọi là sex, yếu tố về tình cảm, cái sự trân trọng, cái sự tôn trọng lẫn nhau trong cái cuộc sống của hai cặp vợ chồng, yếu tố về tài chính, yếu tố về văn hóa, văn hóa của hai người, cái phong văn hóa nó có khác nhau quá hay không. Nếu như mà nó khác nhau quá thì nó cũng dẫn tới việc là trong quá trình chung sống nó có thể xảy ra các xung đột, và xung đột này có thể sẽ lớn dần theo năm tháng, tích lũy âm ỉ và nó dẫn tới việc bùng nổ và khiến tới chúng ta sẽ có những cuộc cãi vã liên miên và chúng ta đỉnh điểm đó là chúng ta sẽ phải ly hôn, đúng không ạ? Tiếp theo đó là các yếu tố về con cái và nuôi dạy con cái. Một cuộc hôn nhân mà không có con thì cũng sẽ có nhiều vấn đề. Tất nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là thực tế thì cũng có nhiều cuộc hôn nhân nhiều người không có khả năng sinh con vì những cái lý do bệnh tật hoặc là những cái lý do quan niệm sống vân vân. Thì cái điều này cũng có thể, tôi nói là có thể thôi, làm cho cuộc sống của những cặp vợ chồng đó cũng rơi vào những tình trạng bế tắc, hoặc là họ cũng không được viên mãn trong cuộc sống. Tất nhiên không phải cặp vợ chồng nào không có con cũng đều có vấn đề, nhưng chúng ta sẽ lấy là trên số lớn, đúng không ạ? Đó, cái tiếp theo nữa đấy chính là các cái vấn đề liên quan đến đối nội, đối ngoại, rồi thì tình cảm gia đình của hai bên, rồi thì các cái mối quan hệ xã hội khác, rồi thì cái liên quan đến vấn đề về công việc của vợ, của chồng và cái sự thăng tiến của vợ và chồng đó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống và chất lượng hôn nhân. Như vậy, chúng ta thấy rằng là để có được một cuộc sống hạnh phúc gia đình và tình yêu thăng hoa thì chúng ta cần phải hội tụ và cân đối giữa các cái yếu tố như vậy, từ tình cảm, tình yêu, tình dục và những cái vấn đề liên quan đến con cái, liên quan đến các mối quan hệ trong gia đình dòng họ, các mối quan hệ xã hội, phong văn hóa và khả năng phát triển sự nghiệp của từng cá nhân, và cuối cùng đó là các cái yếu tố khác ảnh hưởng đến. Thì để tiếp tục cái series bài học này thì tôi cũng nói với các anh chị và các bạn như thế này. Nội dung của chương trình được thiết kế là dựa trên là tâm lý đám đông, dựa trên các thống kê về số lớn, dựa trên là nhiều người, nhiều tình huống, nhiều nhà nghiên cứu, nhiều tài liệu chỉ ra rằng là nó đúng với số đông chứ nó không đúng với số ít. Cho nên trong quá trình mà các anh chị các bạn lắng nghe cái video bài học này thì có thể có những quan điểm của tôi là Mr. X chia sẻ với các anh chị có thể không đúng với quan điểm của mình, không đúng hoặc là mình cảm thấy áp dụng không phù hợp thì cũng không sao cả. Bởi vì ở đây quan điểm của tôi là quan điểm dựa trên số đông, không hướng tới một ai đó không chính xác, được chưa ạ? Và chúng ta sẽ tôn trọng nhau về mặt quan điểm, tức là quan điểm thì không có đúng cũng không có sai. Mà quan điểm ở đây là gì? Chúng ta cảm thấy hòa hợp, chúng ta cảm thấy phù hợp thì chúng ta áp dụng. Chúng ta cảm thấy là lời khuyên của chuyên gia của Mr. X chia sẻ với chúng ta rằng là như vậy là đúng đấy, như vậy là không đúng đâu, thì chúng ta hãy lựa chọn những cái cách thức mà phù hợp với mình và loại bỏ những cách thức mà không phù hợp với mình. Các anh chị và các bạn hiểu rồi chưa? Tôi xin phép được nhắc lại, tất cả các quan điểm của chúng tôi đưa ra đều là các quan điểm khoa học, quan điểm tích cực về tâm lý học hành vi, về
tình dục học và về cái mối quan hệ nghiên cứu giữa con người với con người, và đặc biệt là mối quan hệ rất thân thiết giữa người vợ với người chồng trong gia đình, để có được những cái lời khuyên cho các anh chị và các bạn trong cái chương trình học này. Các anh chị và các bạn đồng ý không ạ? Vâng, xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Mr. X xin chào và xin gặp lại.